Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu riêng búc đến từ Hàn Quốc trong việc là giúp tăng cường sức khỏe cho người gầy gò ốm yếu. À thưa các bạn đối với một số người khi người ta có hệ miễn dịch không được khỏe mạnh hay là sức đề kháng của người ta kém thì người ta thường xuyên cảm thấy là mệt mỏi ốm yếu và cơ thể luôn uể oải trong tình trạng là không được khỏe khoắn cũng như là mất tinh thần bên cạnh đó thì với áp lực từ công việc hay cuộc sống hàng ngày cũng khiến cho họ là bị ảnh hưởng đến tinh thần và thể trạng cơ thể và chính vì vậy việc làm như nào để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe tăng cường sức khỏe luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm chính vì vậy kiều anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiu riêng búc một trong những dòng sản phẩm giúp tăng cường sức khỏe tăng cường sức đề kháng đồng thời là giảm căng thẳng áp lực lên hệ thần kinh của chúng ta Sản phẩm này thì được kết hợp từ hai nguyên liệu chính vô cùng quý hiếm, đó chính là hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hiêu. Nếu như hồng sâm thì vốn đã được biết đến là một trong những loại nguyên liệu có thành phần saponin cao, là một trong những thành phần giúp và hỗ trợ tăng cường sức khỏe, ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm như là ung thư, tim mạch hay là cao huyết áp. Và hồng sâm thì được sử dụng nhiều trong việc là làm đẹp cũng như là tăng cường sức khỏe. Và thời điểm tốt nhất để uống sản phẩm này đó chính là vào khi mà chúng ta bụng đói à, bởi vì trong thời điểm này thì chúng ta mới có thể hấp thu được hết toàn bộ những dưỡng chất mà dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu riêng búc mang lại. Nước hồng sâm Nhung Hiêu Riêng Búc thì được sản xuất dưới công nghệ hiện đại tiên tiến. Chính vì vậy thì chất lượng của dòng sản phẩm này cũng vô cùng là cao. Bên cạnh đó thì nó còn có khả năng là cải thiện protein huyết thanh cũng như là tăng cường các hợp chất có lợi trong cơ thể. Và chính vì vậy chúng ta sử dụng sản phẩm này chỉ sau một thời gian là đã thấy sự khác biệt hoàn toàn trong sức khỏe của mình rồi. Và để mua được dòng sản phẩm chất lượng nhất thì các bạn có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi Tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn Nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm Nước không xâm nhung heo này Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra Trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn Những kiến thức bổ ích Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau